Năm 20 tuổi thất tình chỉ biết ở nhà nằm khóc, nhưng giờ 24 tuổi thất tình đã biết lựa nơi có view đẹp để khóc rồi. Hôm nay thì tôi healing hơi xa thành phố một tí cho yên tĩnh, và Regal Victoria là lựa chọn của mình ngày hôm nay. Ui trời, cũng canh mãi mới chống được một hôm để book ấy. Khu dự án này mình có tìm hiểu thì được bán gần hết luôn rồi. Giờ thì cùng mình review một vòng xem căn này có gì nha. Đầu tiên bước vào sẽ là không gian bếp được set up vô cùng sang trọng, các nội thất và dụng cụ ăn uống tối giản nhưng rất hiện đại và ấm cúng. Ở đây đã đầy đủ tất tần tật các dụng cụ để nấu ăn nên khi mọi người thuê thì sẽ không cần mang theo gì nha. Tiếp theo đến với không gian phòng khách, nhìn ra là view vườn vô cùng chill và thoáng mát. Thiết kế thông tầng nên tạo cảm giác rộng rãi, từ tầng 2 có thể nhìn xuống được không gian này. Góc này mà bật TV lên xem Netflix and chill thì cứ gọi là hết nước chấm luôn. Tầng 1 sẽ có một phòng ngủ nhỏ hướng ra sân vườn, mở cửa ra cứ gọi là siêu mát luôn á. Cùng mình đi lên tầng 2 và đây là phòng ngủ có diện tích lớn nhất của căn, sẽ bao gồm có phòng làm việc, phòng ngủ, phòng tắm với chiếc bồn tắm nhìn ra khuôn viên. Đến với khu vực phòng ngủ với đầy đủ tiện nghi và một chiếc ban công lộng gió. Phòng tiếp theo tuy là diện tích nhỏ hơn nhưng cũng đầy đủ tiện nghi, thích hợp đi cả gia đình từ 6 tới 8 người ở thoải mái luôn. Điều mình thích nhất ở căn này là trồng cây xanh cực kỳ nhiều nên tạo cảm giác gần gũi và tươi mát khi nghỉ dưỡng ở đây. Khoảng không của sân vườn vô cùng rộng, để cả gia đình mình nướng tiệc BBQ cái view này thì chill hết nắc luôn. Bên cạnh đó, mọi người yên tâm là khi nghỉ dưỡng tại khu Regal Victoria này sẽ có khu cà phê và ăn uống. Cảm giác ở đây riêng tư, tách biệt, thoải mái vô cùng. Ngồi ở đây uống cà phê cảm thấy bản thân mình chẳng phiền lòng điều gì nữa. Đó, thất tình mà có tiền nó phải khác bọt mấy bà. Khóc ở nơi cao cấp thấy nước mắt của mình cũng thật đắt giá. Chính xác là một đêm trải nghiệm thật tuyệt vời ở nơi này. Giờ mình phải về kiếm tiền và chữa lành tiếp đây. Bye.